bánh canh Ninh Hòa. Hôm nay có bà má vợ ở ngoài chỗ Ninh Hòa vô chơi, sẵn bắt đổ bánh canh ăn. Đưa nguyên cái lò bánh canh ngoài Ninh Hòa vô luôn. Bây giờ đang chuẩn bị cái nồi nước lèo bánh canh. Bỏ đâu? Con đã giới thiệu cho mọi người được biết mà. Đây đây là má vợ mới vô ngày hôm qua, hôm nay đổ bánh canh ăn. Ủa bánh canh là bánh gì má? Bánh canh. Hơi khó gọi chút. Đây là cái nồi bánh canh đưa ngoài Ninh Hòa vô này. Thèm bánh canh quá cho nên phải đưa nguyên cái nồi vô đút luôn. Chứ Sài Gòn không có bán. Có bán mà không có được ngon. Đi vé xe vô mất 300, nguyên cái nồi bánh canh nhỏ xíu nữa cũng mất phí 300 ngàn luôn. Đó, đây là cái khuôn của nó. Ủa mà không biết mua cái lò này mua bao nhiêu má? Dữ vậy. Nó bé, hai bữa, ba bữa chồng nó cho bé nữa. Dạ, vậy nó cho hả? Cho hay là sang? Sang lại mình bê tên nó lỗ năm chỗ. À, vậy hả? Cái lò mới là 350 hả? Cái này là cỡ xì cua. Ê, giờ nhúm than phải không? Nhúm than. Để thằng Tèo nó nướng nem xong rồi bỏ vô đây, bỏ than đỏ vô. Để đồ mình cơm nước hả? Chén rồi khắp lên. Không, chén nó phải rửa không? Không. Chúng là mình rửa là nó chắc. Nó chắc là lý do sao? Ý là đưa cái mùi ngoài Ninh Hòa vô hả? Không phải. Chén này mình rửa một cái thì nó bở sạch. Nó cơ vô lửa là nó bở hết. À, chén đất á hả? Ừ. Này mình lau. Hết ở đây mình ra tí. Mình lau nắp luôn đồ. Đây là mấy cái nắp. Nắp còn cái chén đây. Chén này nó để cho dầu vào. Giờ đây mình là lau cái chén. Lại. Mình lấy khăn hoặc lấy báo lau cho nó sạch là được đúng không? Lấy giấy kìa. Lấy giấy. Đó, lên. Còn đây là bột. Bột làm bánh căn. Không, lấy máy xay sinh tố xay nó cũng rất là nhuyễn. Xay bằng máy xay sinh tố. Đây là cái nồi nước lèo để ăn bánh căn. Sôi rồi. Ủa cái nồi nước này có bỏ gì vô nữa không má? Không, đó lát mà rồi. Nó sôi giờ tắt lửa phải không? Rồi rồi. Còn đây là hẹ sẻ. Hẹ sẻ rất là thơm. Cũng gửi từ ngoài Ninh Hòa vô luôn. Lát nữa cho vô trong cái nồi nước bột và để đút bánh căn. Đây là nguyên cái nồi của nó luôn. Bánh căn đúng Ninh Hòa là cái chén nó hơi nó phải nhỏ. Nó nhỏ xíu vậy. Nó nhỏ vậy thì đút cái một cái bánh căn nó vừa nhỏ vừa cái miệng mình ăn cái luôn. Vậy nó mới ngon. Đây quá trình đổ bánh căn chuẩn bị được thực hiện. Đang làm mẫu mấy cái đầu á. Đúng rồi. Vậy lỡ hơn cơ cơ quạt gì nữa. Được, gỡ ra thử coi. Nó rất là nóng á. Có 2 tháng. Hẹ với trứng gà. Sức ăn cho bé đâu biết đâu. Thì đổ đại đi, ai ăn được nhiều ăn. Mà đủ mà. Nhiều lắm. Quá trời bột luôn kìa. Rồi dứt hai cái ra thử. Cái đầu tiên nó đổ mạo cho nên nó hơi dính. Cái khuôn nó rất là nóng. Mà chưa có. Ủa cái này bỏ dầu vô chưa? Chưa, mấy đâu có thả dầu. Chưa hả?
này má không có bỏ dầu, mà giờ cái đầu má phải bỏ dầu cho con. Dạ. Cho một chút xíu trứng gà vô. Mấy cái đầu nó còn hơi dính dính đúng không? À, này tóc rồi nè. À, tóc rồi. Đó. Như thế là hạt hai. Đây là còn một cặp bánh căn. Đây là cái khuôn làm bánh căn nha. Đây là bà xã thử đầu tiên, đây là người được thưởng thức món bánh căn đầu tiên. Bỏ ớt vô, bỏ ớt vô. Ớt em bỏ vô chưa? Đây là hai má con mà giống như hai chị em sinh đôi, rất là giống nhau. Đấy. Cái ngon, nóng nóng ngon dễ ăn. Ai ăn thì ăn hai người thôi. Ba người đổ kẹp. Đổ không kịp. Không phải đó là không kịp. Nhưng mà bác không có. Cái này mà ngon là đổ trứng cút vô ngon hơn không? Có một cái trứng cút có cái đập vô. Một. Thôi ăn đại trứng gà đi cũng được. Chứ thường thường một cái này là phải một cái trứng cút vô thì nó mới ngon. Rất là tuyệt vời. Mùi thơm của cái khuôn đã bốc lên. Cái này chưa có, bỏ vô tiếp. Bỏ cái này. Wow, thấy bánh chả chưa? Còn má không vớt mấy cái bên này nó khô rồi sao? Cả hai cái. Sao bà sao chưa biết là chưa nấu? Chưa có hao. Wow, thấy chưa? Rất là tuyệt vời. Rất là nở lên. À, mình chế chút hẹ lên. Wow. Thấy không? Rất là ngon. Cái đổ này cũng là một cái nghề nha mấy bạn, phải nghề mới làm được á, chứ không có vào không có tay nghề là làm không có được đâu. Hai cái mà kẹp chung là thành một cặp. Hồi xưa bán bánh căn á, còn thời trẻ là một mình có thể đổ được mấy chục người ăn, nhưng bây giờ lớn tuổi chỉ đổ lần hai người thôi. Mặc dù ở ngoài Ninh Hòa xa xôi mà vẫn bắt xe vô Sài Gòn đổ bánh canh xong mà tối bắt xe về. Đó, nhìn rất hấp dẫn. Mấy cái bánh này chắc chín rồi hả? Nè chín rồi nè. Ủa nóng quá. Nóng. À nó vàng bên dưới hả? Wow. Dù nó chín mà cái giới chưa có được vàng cho nên để cho nó vàng chút và vớt cho nó dễ. Bao ngon luôn. Ngon như vậy mà ngon. Đấy, cái lò nóng rồi nha, đổ rất là nhanh. Nhanh tay chứ không nhanh tay sẽ bị cháy. Đó, nó rất là vàng.
Wow, một dĩa bánh căn cực kỳ ngon luôn, có trứng ở giữa, rất là ngon. Cái độ bánh căn nó rất là vàng, ăn nó giòn, nó ngon lắm. Đây là ăn bằng nước hẹ, có chút ớt cho rất là cay. Không có ai quay cho mình ăn hết, mình chỉ quay vậy thôi. Bỏ ông Nguyễn nha. Mà rất là ngon. Đó là rất là lâu rồi hôm nay mới ăn được cái món bánh căn này. Bánh căn Ninh Hòa. Đó, rất là ngon. Lâu rồi, quá thèm á, rất là ngon. Đó, cái chấm lên, đó, có ớt, có nước lèo và hẹ, có thịt trong này luôn. Đó, ăn rất là ngon. Không có thể nào mà tưởng tượng được nó ngon. Thôi mời cả nhà ăn nha. Không có ai cầm máy quay giờ hết nên mình phải cầm máy quay. Bây giờ mình tắt mình ăn nhưng mình quay vừa ăn là quay không có được. Nói giới thiệu về món bánh canh vậy thôi. Rồi bye bye mọi người nha.